Hi, my students. Xin chào tất cả các em. Now, let's come to our lesson today. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học của mình nhé. So, I have a question for you. Think, which is necessary in our life? Cô có một cái câu hỏi đặt ra cho mình là mình hãy thử nghĩ về một cái điều gì đó mà cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. It's very easy to answer these questions. It's an energy. Nó rất dễ đúng không? Energy chính là năng lượng. Energy means năng lượng. Energy is very necessary in our life. So, can you tell me some energies around our living that you know? Vậy thì các em hãy kể cho cô một vài loại năng lượng xung quanh cuộc sống của chúng ta. It includes water, coal, electricity, petrol, gas, oil, and so on. Nó bao gồm nước, than, điện, xăng dầu, khí đốt, vân vân. So, can we use this energy forever? Vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái năng lượng này mãi mãi được không? And the answer is no. Và câu trả lời là không. Because most of this energy comes from natural resources. They can be used up. Bởi vì hầu hết năng lượng của chúng ta thì được hình thành từ tài nguyên thiên nhiên. Do đó, tài nguyên thiên nhiên của chúng ta cũng sẽ cạn kiệt, có thể sẽ cạn kiệt. Therefore, we cannot use this energy forever. We have to save energy. Vì vậy mà chúng ta không thể sử dụng cái năng lượng này mãi mãi được. Chúng ta phải tiết kiệm năng lượng. And this is a topic of our lessons, Unit 7, Saving Energy, Lesson 1, Getting Started, Listen and Read. Và Saving Energy, tiết kiệm năng lượng cũng chính là chủ đề của bài học số 7 của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 1, Getting Started, Listen and Read. Now, look at the pictures. What should we do in these pictures? So, look at the first picture. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết là chúng ta nên làm gì trong mỗi bức tranh. Now look at the first picture. Các em hãy quan sát bức tranh đầu tiên. Tell me where it is. Nó ở đâu vậy các em? Yes, it is a bathroom. Nó chính là phòng tắm. So, what's the matter with the bathroom? Vậy thì có chuyện gì xảy ra với cái phòng tắm này? The faucets are turning on and the water is overflowing around the bathroom. Rõ ràng thì chúng ta nhìn thấy là những cái vòi nước thì đang mở và nước thì đang chảy tràn trong nhà tắm. So, what should we do in this situation? We should turn off the faucets. Chúng ta nên tắt những cái vòi nước này đi. And the second picture. Và bức tranh thứ hai. So, where is it? Nó ở đâu vậy các em? Yeah, it's in the living room. Nó là ở phòng khách, trong phòng khách. So, are there any people in the living room? Vậy thì có người nào ở trong phòng khách này không? Nobody. Không có ai cả. So, do the electricity appliances turn on or turn off? Vậy cho cô biết là những cái thiết bị điện ở trong phòng khách này đang mở hay là đang tắt? Exactly, they are turning on. Chính xác là chúng đang mở, đang bật. So, what can we do to save electricity? Vậy chúng ta làm gì để tiết kiệm điện trong trường hợp này? We should turn off the lights, TV, CD player when we don't use
chúng ta nên tắt đèn, TV và máy hát khi mà không có người sử dụng, khi chúng ta không sử dụng đến. Saving water or saving electricity is one of the problems that we should do. So, we need to have some ways to save them. Tiết kiệm nước và tiết kiệm điện hoặc tiết kiệm điện là một trong những cái vấn đề mà chúng ta nên thực hiện. Vì vậy, trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học một vài cách để mà tiết kiệm nước. First, I would like to introduce for you some words. Sau đây thì cô sẽ giới thiệu cho mình một vài từ mới trước khi mà mình đọc cái bài trong sách giáo khoa. Number one, turn off. Turn off is a phrasal verb. Turn off là một cụm động từ. Khi chúng ta học những cái nào mà phrasal verb thì chúng ta cần phải ghi nhớ, chú ý và ghi nhớ. Turn off, it means tắt. Turn off means tắt. Now repeat. Turn off. Turn off. Next. Now look at the bill. So tell me, what kinds of bill? Mình có biết đây là loại hóa đơn gì không? Yeah, it's a water bill. Water bill. So we have water bill. Now repeat. Water bill. Water bill. Vietnamese, hóa đơn tiền nước. So, how is water bill? How is the water bill? Vậy thì hóa đơn tiền nước này nó như thế nào? Nó có gì đặc biệt? So, look at the total of price. Nhìn cho cô tổng giá tiền của cái hóa đơn tiền nước này. 200,000 đồng. 200.000 đồng tiền nước một tháng. So, it's enormous. Enormous or it's very, very, very big. Nó rất là lớn. So, we have an adjective. Enormous. I'll repeat. Enormous. Enormous. It means very big. Rất lớn. So, this is an adjective. Enormous. Đây là tính từ. And the form of adverb. Vậy thì trạng từ của nó là gì? Enormously. Chúng ta sẽ thêm gốc ly ở cuối tính từ thì sẽ thành lập ra được trạng từ enormously. Cái này cô mở rộng thêm cho mình thôi ha. So, look at him. Who knows what he is? Các bạn có biết đây là ai không? Yeah, he's a plumber. Plumber. Now again please. Plumber. Plumber. Chữ bờ. Bờ này là bờ căng ha. Nên chúng ta không đọc bờ mà chúng ta đọc là plumber. It means thợ sửa ống nước. Thợ sửa nước. Plumber. Again please. Plumber. Now next. Now look at the wall. What's happened with the wall? Chuyện gì xảy ra với bức tường này vậy? There's a crack. Trên bức tường thì có một vết nứt. Now we have the noun crack. Crack. Crack means vết nứt. Again please. Crack. Crack. Now next. What are they? They are pies. Now repeat. Pie. Pie. Pie means ống nước. Again please. Pie. Pie. Now next. What's this? It's a faucet. Again. Faucet. 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 It means vòi nước. So, look at the faucet. Chúng ta quan sát cái vòi nước này. Mình nhìn thấy là vòi nước này không có mở. Không có đang mở. Đúng không?
nhưng mà nó lại bị nhỏ giọt nước xuống, chứng tỏ là vòi nước này đang bị rò rỉ nước. And we have compound now. Và chúng ta có một cụm danh từ kép. Dripping faucet. Again please. Dripping faucet. Vòi nước bị rò rỉ nước. And remember double B. Và ghi nhớ cho cô là chữ B, 2B ha. So repeat onwards. Cùng đọc lại tất cả các từ mới theo cô. 1. Turn off. Turn off. 2. Water bill. Water bill. 3. Enormous. Enormous. 4. Plumber. Plumber. 5. Rack. Rack. 6. Pie. Pie. 7. Faucet. Faucet. 8. Dripping faucet. Dripping faucet. Sau đó các em tự đọc lại tất cả các từ mới này một lần nữa nhé. Now next. Now look at two people. So this is Missy Me, and this is Missy Ha. They are neighbors. Họ là những hàng xóm của nhau. And they are talking about water bill. Và họ đang nói về hóa đơn tiền, tiền nước. Now look at the dialogue, the conversations between Missy Me and Missy Ha. Now listen to the tape. Then you read the conversation silently. Mình sẽ nghe máy đọc và đọc thầm lại theo máy ha. Unit 7. Saving energy. 2. Listen and read. Mrs. Me is talking with her neighbor, Mrs. Ha. What's the matter, Mrs. Ha? I'm worried about my most recent water bill. It's enormous. Let me see. 200,000 dong. You should reduce the amount of water your family uses. How do I do that? First of all, get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes. I'll do that. Baths use twice as much water as showers, so I suggest taking showers. And remember to turn off the faucets. A dripping faucet can waste 500 liters of water a month. I see. Thank you. Now, we read the conversation together. Các em hà cùng đọc và phân tích cái bài đối thoại này với cô nhé. Missy Me is talking with her neighbor, Missy Hà. Neighbor, it means hàng xóm, người hàng xóm. What's the matter, Missy Ha? What's the matter? Or what's wrong? Or what's happened? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ba cái cấu trúc đó đồng nghĩa với nhau ha. I'm worried about my most recent water bill. It's enormous. Worry about is a phrasal verb. Chúng ta có một cái cụm động từ worry about, lo lắng về, lo lắng về. Recent water bill tức là hóa đơn tiền nước gần đây. Is enormous vì nó rất là lớn. Vậy ai là người lo lắng? Bà Hà, đúng không? Bà Hà đang lo lắng về hóa đơn tiền tiền nước. Let me see. 200,000 dong, you should reduce the amount of water your family uses. Đâu, để tôi xem nào, 200,000 đồng. Should ở đây là lời khuyên đúng không? You should reduce tức là chúng ta nên giảm bớt, reduce, giảm bớt the amount of là số lượng nước mà gia đình của bà Hà sử dụng.
Ở đây mình có một cái cụm là the amount of, sau nó sẽ cộng với một danh từ số ít. Danh từ số ít không đếm được. How do I do that? Tôi làm sao tôi làm được điều đó đây? First of all, get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes. Đầu tiên thì hãy nhờ thợ sửa ống nước đến. Plumber, thợ sửa ống nước. Make sure, để đảm bảo hay là chắc chắn rằng no cracks, không có vết nứt nào ở trong ống. I do that. Tôi sẽ làm điều đó ngay. But you use as much water as showers, so I suggest taking showers. And remember to turn off the faucets. A ripping faucet can waste 500 liters of water a month. But ở đây ý chỉ là bồn tắm. À, bồn tắm thì sử dụng twice, tức là gấp 2 lần lượng nước so với là tắm vòi sen. Vì vậy mà bà My mới đề nghị là tắm vòi sen. Remember, ghi nhớ, là nhớ là tắt vòi nước. Ripping faucet, tức là vòi nước mà bị rò rỉ. Waste, lãng phí, có thể lãng phí là 500 lít nước một tháng. I see, thank you. Now, read the conversations again and answer 5 sentences at each 2 are false. And if the sentence is false, you correct the 4th sentence. Now you have 2 minutes to complete the exercise. Bây giờ các em hãy đọc lại bài đối thoại và trả lời 5 câu bên dưới là 5 câu này là đúng hay là sai, true hoặc là false. Nếu câu nào false thì mình sẽ sửa lại câu đó cho đúng. Cô cho các em 2 phút để hoàn tất bài tập này. Finish. Xong chưa các em? Now, let me see your answer. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa bài tập này nha. Number 1. Missy Ha is worried about her water bill. Bà Hà đang lo lắng về hóa đơn tiền nước. So is that true or false? That is true. Very good. Number 2. Missy May gives Missy Ha advice on how to save water. Bà My cho bà Hà lời khuyên về cách để mà tiết kiệm nước. Is it true or false? It's true. Very good. Number 3. Missy Ha has checked the pipes in her house and found no cracks. Bà Hà kiểm tra ống nước trong nhà và nhận thấy là không có vết nứt. So is that true or false? That's false. Now correct the sentence. Chúng ta sửa cái câu này lại cho đúng ha. Missy Ha hasn't checked the pipes in her house. Bà Hà đã kiểm tra, không có kiểm tra cái ống nước trong nhà của bà. Number 4. Missy Ha suggests getting some tools to check cracks in the pipes. Bà Hà đề nghị là lấy một vài dụng cụ để kiểm tra vết nứt trong ống. So is it true or false? It's false. Now correct this sentence. Missy Ha suggests getting a plumber to check the cracks in the pipes. Bà Hà đề nghị là nhờ thợ sửa ống nước đến để kiểm tra vết nứt ở trong ống.
And number 5, Missing Me suggests taking showers to save water. Bà My đề nghị là tắm vòi sen để mà tiết kiệm nước. So is that true or false? Yes, it's true. Very good. Now, copy down 5 sentences to your notebook. Các em hãy copy 5 cái câu này vào tập hoặc là mình vào trong sách của mình cũng được. Đối với câu 3, câu 4 thì chúng ta có thể sửa theo cách khác chứ không nhất thiết là mình phải sửa theo cách giống của cô ha. Miễn sao nó đúng, nó hợp lý là được. Now, next one. So, read the conversations again and answer these questions. Now, I have you understand these questions. Đầu tiên, cô giúp mình hiểu 4 câu hỏi này trước ha. Number 1. What is Missy Ha worry about? Bà Hà đang lo lắng về vấn đề gì? Worry about. Number 2. What does Missy Me advise or ask Missy Ha to do? Bà My cho bà Hà lời khuyên gì? Number 3. Does Missy Ha check the grass in the pipes in her house? Bà Hà kiểm tra vết nứt trong ống trong nhà, đúng không? Number 4. Who suggests taking showers? Ai đề nghị là tắm vòi sen? Now you have 3 minutes to complete 4 sentences. Answer 4 sentences. Cô cho mình 3 phút để trả lời 4 câu hỏi này. Have you finished? Yes. Now check your answer. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra câu trả lời của mình nha. Number 1. What is Missy Ha worry about? And the answer is Missy Ha is worried about her water bill. Bà Hà đang lo lắng về hóa đơn tiền nước. Number 2. What does Missy Me advise or ask Missy Ha to do? And the answer is Missy Me gives Missy Ha advice on how to save water. Bà My cho bà Hà lời khuyên về cách tiết kiệm nước. Number 3. Does Missy Ha check the grass in the pipes in her house? Có phải là bà Hà kiểm tra vết nứt trong ống trong nhà không? And answer is the answer is Missy Ha gets a plumber to check the grass in the pipes in her house. Bà Hà đã nhờ thợ sửa ống nước đến để kiểm tra vết nứt trong ống trong nhà của bà. And number 4. Who suggests taking showers? And the answer is Missy Me suggests taking showers to save water. Now class, copy down 4 questions into your notebook. Các em hãy copy 4 câu hỏi này vào tập của mình. Next one. So I would like to introduce grammar. Grammar point. Cô sẽ giới thiệu cho mình một cái điểm ngữ pháp quan trọng có liên quan đến bài học hôm nay của chúng ta. It's making suggestions. That's making suggestions. Nó là cách để mà thành lập lời đề nghị. So look at the example. I suggest taking showers. Tôi đề nghị là tắm vòi sen. Now look at suggest and taking. Hãy nhìn vào cái từ mà được tô đỏ và
tô màu xanh ha. Suggest, vậy thì mình cho cô viết nè. Sao suggest taking đang ở dạng verb gì? Thì rõ ràng nó đang ở dạng là verb in. Vì vậy chúng ta rút ra một công thức: subject plus suggest plus verb in. Verb in, chủ từ cộng subject, subject cộng verb in. Sao subject là verb in ha. Đây là một dạng công thức của câu đề nghị. Bài tiếp theo thì chúng ta sẽ học thêm dạng công thức nữa. Thì hôm nay cô chỉ giới thiệu cho mình là dạng công thức đơn giản thôi ha. Now practice. Chúng ta sẽ đưa công thức này để ứng dụng vào trong bài tập của chúng ta. So I have four questions. Cô có bốn câu. For example, bốn ví dụ ha. Rồi, đầu tiên á, để mà mình viết câu subject này thì chúng ta sẽ đi tìm động từ. Tìm động từ trong câu. Thì bốn câu bài tập này thì tương đối đơn giản nên chúng ta dễ tìm được động từ. Rồi, cô sẽ hướng dẫn mình làm câu số 1 trước ha. Number 1. Why don't we collect plastic bags? Vậy thì trong câu này động từ của chúng ta là collect. Động từ collect. I suggest, sao suggest là verb in, cho nên collect là động từ. Thì chúng ta sẽ thêm in vào collecting. Sau đó thì chúng ta viết tiếp cho đến hết câu. Và nhớ trên câu đề why don't we, câu đề nghị chấm hỏi, thì khi mình viết lại I suggest, nó đang ở dạng câu khẳng định nên kết câu là dấu chấm. Tương tự thì các em sẽ áp dụng làm câu 2, 3, 4 cho cô. Nhớ là mình sẽ xác định động từ. Trước tiên là mình gạch dưới cái động từ. Bước thứ hai là mình áp dụng công thức để làm. Sau khi mình chia xong động từ, mình sẽ chép tiếp cho đến hết câu ha. Và you have to 3 minutes. Cô cho mình 3 phút. You have 3 minutes. 3 phút để hoàn tất 3 câu này. Have you finished? Yes. Now check your answer. Chúng ta sẽ cùng sửa bài tập này nhé. So number 2. Why don't we go to the countryside this weekend? Vậy thì câu này động từ là go. Go thêm in vào sẽ là going. Vậy câu trả lời là I suggest going to the countryside this weekend. Now next, number 3. What about reducing the amount of water we use every day? Vậy động từ ở câu số 3 là reducing. Thì các bạn, các em thấy là reducing đang ở dạng là verb in. Verb in rồi. Cho nên là chúng ta sẽ không thêm in nữa, mà chúng ta đem cái động từ này xuống. Rồi sau đó chúng ta viết tiếp đến hết câu. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là I suggest reducing the amount of water we use every day. Number 4. Let's put garbage bins around the school yard. Câu số 4, động từ là put. Put thêm in vào thì có gì đặc biệt? Các em còn nhớ không? Khi thêm in, put thêm in vào thì chúng ta phải nhớ là double T. Putting, putting, double T. Vậy câu trả lời hoàn chỉnh của chúng ta là I suggest putting garbage bins around the school yard. Đặt thùng rác xung quanh sân trường. Cô đã hướng dẫn mình làm 4 dạng câu mẫu, 4 câu mẫu để áp dụng cái công thức này. Vậy thì các em sẽ tự mình làm lại 4 cái câu này một lần nữa, để cho chúng ta quen và chúng ta nhớ được cái công thức. So, after today's lessons, what do we learn? Vậy thì sau bài học hôm nay chúng ta học được điều gì?
We have learned how to save water. Có phải là chúng ta học cách để mà tiết kiệm nước, right? So saving water is not only saving energy, but also protecting the earth. Vậy thì tiết kiệm nước cũng có nghĩa là không những là chúng ta đang tiết kiệm năng lượng mà chúng ta còn đang bảo vệ trái đất của chúng ta. So, homework. Cô có phần dặn dò cho mình ha. First, learn new words by heart. New words and structures. Mình học thuộc lòng từ mới và cấu trúc subject. Second, write 5 sentences you suggest your friends should do to save energy at school or at home. Viết 5 câu các em sẽ đề nghị bạn của mình á, nên làm gì để mà tiết kiệm năng lượng ở trường hoặc là ở nhà. And the last one, repair. Unit 7, speak. And language focus. Và chuẩn bị luôn bài số 7 ha. Mình xem trước để tiết sau cô sẽ hướng dẫn mình phần speak và phần language focus. So, the lesson is the end. Bài học của chúng ta kết thúc ở đây.